chào tất cả các bạn, các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các anh chị một chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 51 đầu đời cuối của Dream Thái. Xe này tuyệt đẹp nha các bạn, xe này xe là xe siêu tầm. Và cái xe này là xe chính chủ, một đời chủ luôn. Rất là mới, người ta mua từ đó đến giờ luôn, còn mới nguyên luôn. Từ cái đèn cho đến cụm đèn xi nhan trái phải, tất cả còn mới nguyên và đẹp, riêng người ta giữ rất là kỹ luôn. Từ trên xuống dưới vậy thì khi các bạn các anh chị tới coi, các bạn các anh chị có thể yêu cầu mở bật ra coi một lần nữa để cho nó vừa ý ha các bạn. Đó, đồ xám, đồ bạc gì, lóc gì còn nguyên. Và đây là bấm điện cũng còn nguyên luôn. Sườn không có một mọt bất cứ một cái gì hết, đúng không? Niền trước niền sau còn. Xe được 9 nút luôn. Nó mang biển số 53R71701. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, bấm điện còn nguyên. Em đắp còn nguyên luôn. Xe rất là sạch đẹp. Chìa khóa zin luôn. Không có một mọt bất cứ một cái gì hết, đẹp từ trong ra ngoài luôn, chiên sắt luôn nè các bạn, ghế sắt luôn. Với một chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa tuyệt đẹp này, bình đề đầy đủ, máy móc êm ru, xe chính chủ một đời chủ này, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 46 triệu. 46 triệu, bao thử, bao test, bao kiểm tra, bao vận chuyển về đến tận nhà cho các bạn các anh chị luôn. Và nếu mà các bạn các anh chị mà mua được chiếc xe này thì rất là ngon nha các bạn. Đây là một chiếc xe sưu tầm. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.